Xin chào các bác, xin chào cả nhà. Mỗi một ngày mới ở Lục Ngạn ấy, thì phiên chợ vải của bà con Lục Ngạn thường có một cái giá mới và một khởi đầu mới. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, em lại là chàng trai quê đây. Hôm nay em sẽ đi quay tiếp tục. Báo giờ đây các bác, hôm nay là 6 giờ 18 phút nha các bác nhé. Em xin nhắc lại là rất nhiều các bác hôm qua hỏi em là hôm nay là giờ bao nhiêu. Em quay thì thời điểm mỗi ở Lục Ngạn, thời điểm mỗi một giờ thì giá vải nó sẽ khác nhau. Thì thời điểm bây giờ em đang quay là 6 giờ 19 phút, xin nhắc lại với các bác là 6 giờ 19 phút nhé. Ở trên điểm trên kia ấy là trên điểm ngã ba Đồng Cốc này các bác ơi. Đó, bây giờ em cố gắng zoom lên cho các bác xem, ngay trên điểm ngã ba Đồng Cốc vẫn đang tắc đường. Đấy, trên kia đang tắc đường. Thì giá cả điểm trên đấy với điểm dưới này thì gần như là nó tương đương nhau. Thì bây giờ em sẽ like và quay ở đây một chút cho các bác xem. Đó, trên kia thì em đang tính đi bộ lên, nhưng mà đi bộ thì có vẻ như là nó hơi xa. Bây giờ không sao, em sẽ cố gắng đi bộ lên đấy cho các bác xem. Đó, thì để xem được giá như thế nào thì bây giờ qua đây đi, qua đây xem viết phiếu đi. Đó, vào giá luôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Để xem giá của các bác được bao nhiêu. Hello nghe. Chào nhé. Đi theo ông để xem ông trả giá được bao nhiêu. Đó. Cua hồng này các bác ơi, cua hồng hôm nay quả to, dã man quá trời luôn. Chú ơi, chú cho cháu xin mượn cái phiếu của chú được không? Đây, cua hồng của nhà chú là giá 20 này các bác ơi. Đấy, giá buổi sáng 20 này. Đó, không các bác bà con là bỏ tiêu, không thấy má phiếu đâu. Đó các bác, bây giờ là 6 giờ 20 rồi. Đấy. Cung cấp giá đây theo từng phút là 6 giờ 20 thôi ông nhá. Ông ra ông đi đi cháu. Đó. Bây giờ chú, ôi vải tay nhà mình hôm nay đẹp quá. Đấy à. Vâng. Em lại cho đây nhá. Đâu để xem được giá bao nhiêu này các bác ơi. Đó. Xem thanh hà hôm nay nhá các bác nhá. Bây giờ là sẽ đến lượt giá thanh hà này các bác này. Ở điểm cân nhà Lăng Đào. Ôi chú ơi, sao giá mượn này cậu. Ôi 21 này các bác ơi. Đó. Tôi cảm ơn chú nhá. Nhà mình hôm nay được mấy chuyến rồi chú? Hôm nay được bán được 5 chuyến rồi. 5 chuyến rồi. Thế là cũng được tấn rồi đấy chú nhỉ? Tấn rồi đấy. Vâng. Bên kia ô tô các bác, em phải tránh xa khu vực bên kia ra. Đó. Đây các bác ơi, đang tắc đường này các bác ạ. Đó, đây này. Đó. Vải đang tắc đường cả một dãy dài luôn. Đó. Đó các bác. Vải đang tắc đường một dãy dài. Bây giờ là trên điểm trên kia ngã ba Đồng Cốc này các bác này. Đó, em sẽ zoom lên một chút xíu cho các bác xem. Đó, trên kia là điểm ngã ba Đồng Cốc. Đó, cũng tắc đường rồi. Thì bây giờ em lên đấy hơi xa vất vả cho em. Đó, thì bây giờ em sẽ đứng ở đây quay cho các bác này. Đấy, hôm nay là tắc đường. Đó, đã tắc đường rồi nha các bác nha. Đó, tắc đường một đoạn dài rồi. Bây giờ thì xuống đây quay cho các bác xem giá cả hôm nay ở điểm này thế nào. Ở điểm này, điểm Năng Đào này các bác này. Đó, ui vải nhiều chuyến đẹp dã man luôn. Đó. Cô bán đây rồi anh ạ. nhà mình chưa được giá anh. Hôm nay vải đẹp quá. Vâng, từ trên kia xuống vẫn chưa được giả giá à? Giả rồi, tầm 13-14 thôi. 23-24 ạ. 13-14 ạ. Vâng. Ở đây nó cân cao anh. Vâng, ở đây ạ. Ở đây từ nãy giờ em quay là toàn trên 20 thôi. Giá vải u hồng là cũng lúc nãy được 20 này. Vâng. Vâng, khách hàng lấy được 21. Một chuyến thôi anh em mới quay được 21. Để em xem chuyến này của cô là bao nhiêu này. Đó, các bác chờ một xíu nhá, để em quay ở đây. Hôm nay là bắt đầu tắc đường này các bác này. Đó, hôm nay bắt đầu tắc đường. Bên điểm nhà chú Hải kia cũng tắc đường. Đó. Bác gái ơi, bác gái. Con thấy vải nhà mình đẹp quá. Bác gái được trả giá bao nhiêu rồi? Vải là 20 thôi. 20 rồi ạ, vâng. Đó, từ sáng giờ, từ lúc nãy đến giờ em quay là chỉ trên giá 20 thôi các bác nhá. Đầu giá 20 nhá, chưa có ra xuống. Đó, ở điểm này điểm cân vải nhà Lăng Đào đấy, lúc nãy giá lúc nãy vải u hồng nhá bác em, lúc nãy vải u hồng nhà chú kia hơi bị chín luôn. Đây cái vải nhà chú đây này, còn vải u hồng được giá là 20 các bác ạ. À.
rồi đang được. Đang hai chim à? Vâng. Được giá chưa ông? Mấy cái này được giá chưa? 23.000 à? Chỉ mua thế thôi. Chưa ưng à chú? À. Ưng rồi ạ. Ưng rồi cho cháu xin cái phiếu được không? Cho cháu mượn phiếu cái. Đó. Đây các bác ơi. Đó, 23 nhá. Vâng, cháu gửi chú. Cháu cảm ơn nhá. Nhà mình năm nay bán được nhiều chưa chú? Chuyến đầu tiên ạ. Ồ, chuyến đầu tiên khởi sắc 23 là cũng khá rồi. Hôm qua cháu bán khởi sắc đầu tiên được 20 thôi. À vâng. Đó. Ôi, tiếp tục tắc đường các bác ạ. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6, tắc đường thật rồi các bác. Đấy, tí thôi em không biết là em có đi được xuống dưới là đai cho các bác đâu không. Nhưng bây giờ là điểm này ở đây là tắc đường rồi. Đó. Đó. Tắc đường các bác ạ. Đó. Đây. Điểm này cũng đang bắt đầu tắc đường xuống dưới kia rồi này các bác này. Đó. Đấy. Bây giờ sang đây đi theo các bác xem gọi giá gọi hàng để xem được bao nhiêu. Đó. Mua hàng tàu thì khá là gay gắt cạnh tranh nha các bác ạ. Mua hàng tàu khá là gay gắt. Đấy. Đây ơi, mắt tí sẽ sáng vào đây. Gai một tí là không lấy này. Đấy các bác ơi, bây giờ đi theo ông chủ gọi này. Đấy, gai một chút là không lấy rồi. Điểm giá vào hàng tàu thì khá là chọn khắt khe các bác ạ. Tại vì tiêu chuẩn qua bên đấy, tiêu chuẩn cái đẹp nó mua đắt tiền hơn thì nó cũng cao hơn các bác. Đó. Đây. Đi theo ông chủ gọi giá. Để xem được giá bao nhiêu. Đó. Đây. Hôm nay mình mới ở điểm này thôi, bây giờ điểm nhà bên nhà U Năng Đào từ lễ giờ giá điểm là vải U Hồng là chuyến là được 20 đấy các bác cũng đã thấy. Và giá vải Thanh Hà thì là 20-23. Đó thì bây giờ em sang bên cái chỗ vải nhà chú Hải bên kia xem được bao nhiêu nhá. Sang điểm cân bên đấy thì để xem được bao nhiêu các bác ạ. Thôi tăng đường quá, em phải luôn lách một tí một để xuống đây đi cho các bác này. Đó. Chiu chiu. Hello chú. Ai chà. Ô, lại lên đây à chú. Lại theo chú thôi. Đó. Lên đây để đi xem được giá bao nhiêu các bác ạ. À. Đấy, bây giờ đã đi theo chủ. Một ông chủ mua hàng tàu đây này các bác. Đó. Các bác nào nhìn quen này các bác cho em xin một lượt bình luận ở dưới này nhá. Đang đi theo để xem được giá bao nhiêu. Đó. Em đi em xoay cam quá các bác, chắc cũng chóng hết mặt rồi, em thì chóng mặt nhưng mà thôi phải cố quá. Chưa ngắm được sọt nào chú? Sáng giờ khởi động có lên 25 chưa? Có 25-26 rồi ạ. 25-26-7 là xây là muối. À đây các bác ơi, em quên em không giới thiệu các bác là em đi xuống dưới này em giới thiệu một vài điểm cho các bác xem là vải ở chỗ dưới em ấy thì có hai khu vực của hai xã, hai thôn, là một bên của khu vực thôn Muối của xã Giáp Sơn và bên thôn Chay của xã Phi Điền là hai cái điểm mà có vải tốt nhất, giá luôn luôn là bán cao nhất đó các bác. Đấy nên là các bác hỏi tại sao vào điểm ở điểm này giá vải tàu về nhiều. Ở điểm này là cái điểm mà Trung Quốc về cân nhiều nhất ở cái điểm này. Ở đây là tại vì ở hai đây ở có hai cái thôn của hai xã là giá vải cực kỳ đẹp, chất lượng vải trồng nhân đồi tốt. Thế nên là giá cực kỳ cao. Nên là ở điểm này ở cái điểm khu vực Cầu Chép này này, thương lái tàu về rất là nhiều các bác nhá. Năm nay thì dịch nên chưa về, chứ mỗi năm là em đến đây là em cũng chém tiếng Trung ầm ầm rồi, nhưng mà nói thật với các bác là tiếng Trung em chỉ biết thôi. Hỏi mỗi câu tua cứ chơi hảo sẻn thôi, là hỏi giá tiền thôi, em chả biết gì nhiều đó. Để xem hôm nay được giá bao nhiêu nào. Hello anh ơi, nhà mình được giá bao nhiêu rồi ạ? 25 anh ơi. Cho em mượn được không? Vâng. Đấy các bác ơi, điểm cân Hải Luyến được giá 25 vải Thanh Hà rồi đây này. Đó, 25 nha các bác nhé. Không, các bác lại bảo em không cung cấp tem mát.
chuyến này chắc phải được 2 tạ rưỡi nhỉ, 2 tạ rưỡi 3 tạ đấy, tọt khá là to. Đây này các bác, đấy 25 điểm hải luyến nha các bác nha. Đó, không các bác lại bảo là em quay điêu, không quay thật. Đấy, giá vải ở 2 điểm này thì dường như là toàn hàng đẹp thôi, đi hàng Trung Quốc ấy. Đấy, cho nên là các bác hỏi là tại sao ở điểm đây đắt thế, thì ở điểm đây toàn hàng đỉnh không à. Ở điểm này là như mọi năm là Trung Quốc về đây là đi dọc điểm này rồi. Đấy, điểm này là cái điểm mà khu vực từ ngã ba Đồng Cốc xuống cái điểm Cầu Chét dưới này là thương lái tàu về rất là nhiều. Đó, đây các bác, bây giờ thì em sang đây để xem một vài chuyến nữa để cho các bác xem là giá cả nó đang dao động ở mức bao nhiêu nhá. Đó, đây, đó, đang xem giá cả dao động. Đó, đó. Đang ở điểm này đấy cho các bác xem. Cháu chào chú. Chú ơi, nhà mình hôm nay nó bao nhiêu rồi à? Vải nhà mình cháu thấy rất là đẹp. Từ xa giờ nhìn thấy đã long lanh rồi. Cháu dám mượn được không? Tiếp tục một giá 24 đó là các bác. Đó. Đấy, ở điểm này 24 25 cứ đào đào đây. Đó. Giá vải Thanh Hà. Cháu cảm ơn chú nhá. Vâng. Quả rất là đẹp. Vâng, quả quá đẹp bác nhỉ. Nhà mình từ thôn nào đi bán đây chú? Hôm nay mới buổi đầu tiên chú này. Chú phải ở trong muối không? Đấy. Rồi nghe giọng là cháu biết đấy các bác ơi. Ở hai thôn này là có thôn muối với thôn chay, là ở đây là giá vải luôn luôn cao này các bác này. Đấy, ở điểm này tàu luôn luôn có vẻ nhiều, cho nên là các bác hỏi tại sao hôm qua rất nhiều các bác hỏi là sao giá ở trên này bán đắt thế, tại vì hàng nhìn rất đẹp như này mà chú nhỉ. Quả như này, vâng, phải không? Nhìn quả như này thì tất nhiên là phải có giá đấy rồi. Đó, hàng xuất khẩu đây, em quay xa cho các bác này, hàng xuất khẩu Trung Quốc đây đấy, loại một đây này. Đó, hello anh ơi, vải nhà mình cũng đẹp không kém bên này, thì nhà mình được có giá bao nhiêu anh? Cho mượn giá được không? Bên này thì 22, nhưng mà cứ trên đầu 2 là ngon rồi, em chúc mừng anh nhá. Cảm ơn anh ạ. Đó các bác, điểm cân hải luyến anh ạ. Đấy, từ lẽ giờ 22, 24, 25 nha các bác nhá. Còn không biết là mấy sọt u hồng hôm nay được giá bao nhiêu đây. Em này, em đang đứng đây, hôm nay thì Thanh Hà nhiều rồi, u hồng ít lắm. Không quá rồi các bác. Rồi. Đây các bác. Đó. Ở đây em quay sơ sơ cho bác này, đấy. Các bác có thể nhìn thấy u hồng sáng nay giá dao động bao nhiêu chú Hải? Vẫn thế là bao nhiêu ạ? 20 à? Đó. U hồng hôm nay ở lúc đấy ở điểm cân nhà Lăng Đào thì được giá 20 các bác ạ. Đấy, thì các bác có thể nhìn thấy là ở cái phiếu đầu tiên em cho các bác xem phiếu của giá vải u hồng ấy thì là được giá 20 ấy. Còn Thanh Hà là đào đào từ 20 đấy lên 22, 24, 25 đó. Đấy, ở điểm này em xin nhắc lại với các bác là ở điểm này là hai điểm này là điểm mà đi bán hàng mua hàng Trung Quốc nhá. Đấy, vậy nên là ôi chú đó, hôm nay chú chở hai sọt này là chắc phải trên 5 tạ nhiều chứ nhỉ, 5 đến 6 tạ được không chú? Không được ạ. À, vâng, ra từ nãy đến giờ là có giá là 22, 24, 25. Vâng, đó thì cháu thấy giá bao nhiêu lên phiếu thì cháu báo chú thế thôi. Vâng, còn không biết là vải nhà mình sẽ được anh ấy trả bao nhiêu. Đó các bác ạ, đấy. Đó, vải, giá vải thấp thì em vẫn chưa thấy giá là dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Nên là thôi, đứng đây cho các bác xem tí. Đây các bác ơi. Đó. Đây các bác ạ, ở điểm trong này thì em vừa xem rồi, có giá thấp nhất là 18 các bác nhé. Thấp nhất là 18 giá vải u hồng thôi. Đó, thấp nhất là giá vải 18 u hồng. Còn lại là giá cao hơn. Đó, đây này. Đó, rồi. Còn bây giờ thì em xin phép. Đấy, buổi sáng hôm nay em cung cấp thời điểm giá là từ 6 giờ
18. Em có cho sớm là 6:15 bởi vì lúc em ra đây em sớm lúc mà nhưng mà em vẫn chưa lên hình. Và bây giờ là đến 6:33 các bác nhá. Đấy, thì giá nó có như vậy. Còn bây giờ thì em xin phép em xin được kết thúc cái buổi livestream này ở đây. Buổi quay này ở đây, em quay ở khu vực điểm này là điểm khu vực ngã ba Cầu Chét nha các bác nhá. Điểm này vẫn được gọi là ngã ba Cầu Chét tại vì ở chỗ này có một cái đường vào thì gọi là ngã ba Cầu Chét. À, bên trên kia là ngã ba Đồng Cốc rồi. Đó, bên trên kia là ngã ba Đồng Cốc nha các bác nhá. Vải ở đây thì từ lễ giờ em quay cho các bác đấy, giá dao động từ đấy. Đó. Hôm nay thì u hồng cũng đã căng tròn rồi nên là giá cũng khá là êm, ổn định. Vâng. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả cả nhà đã theo dõi nha.